Nếu giành chọn 3 điểm trước BKMX Bình Dương chiều nay, Hoàng Anh Gia Lai sẽ là nhà vua của giai đoạn 1. Đây là danh hiệu không chính thức, chưa thể đảm bảo ngôi vương cuối mùa cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng là sự động viên và ghi nhận cho Nguyễn Văn Toàn cùng đồng đội sau quá trình nỗ lực bền bỉ. Điều dễ thấy nhất trong chuỗi trận thắng ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai là tinh thần tập thể. Đội bóng phố núi tiến về phía trước với tốc độ khủng khiếp mà không phụ thuộc vào cá nhân nào. Bộ đôi Văn Toàn và Nguyễn Công Phượng đã ghi 12 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai, nhưng khi cả hai bị theo sát, những nhân tố còn lại như Trần Minh Vương, Lương Xuân Trường sẵn sàng lên tiếng. Hoàng Anh Gia Lai hiện tại là tổng hòa của sự hiệu quả trong cả tấn công lẫn phòng ngự. KAT Sắc giúp đội bóng phố núi có sự hài hòa, nhuần nhuyễn trong phối hợp, cũng như khai thác khoảng trống nhờ khả năng di chuyển thông minh của các tiền vệ, tiền đạo. Hoàng Anh Gia Lai là đội nguy hiểm nhất V-League ở khâu phản công và chuyển trạng thái từ phòng ngự sang tấn công. 7 trận vừa qua, các học trò của KAT Sắc luôn ghi bàn mở tỷ số vào lưới đối thủ từ các tình huống bóng mở. Sơ đồ 3-4-3 mang lại sức tấn công đáng nể cho Hoàng Anh Gia Lai khi Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy được giải phóng năng lượng và đóng góp nhiều hơn ở công đoạn phát triển bóng, còn Xuân Trường, Minh Vương thoải mái kiến thiết lối chơi nhờ mối liên hệ tốt với các tiền đạo. Hoàng Anh Gia Lai đang có 4-5 cầu thủ tốt nhất Việt Nam mà có tiền cũng không mua được, huấn luyện viên Luka Petrovic đánh giá. Hoàng Anh Gia Lai không chỉ ban bật đẹp mắt, hiệu quả, mà còn đa dạng hóa những mảng miếng tấn công và không ngừng khiến đối thủ bất ngờ nhờ khả năng thích ứng với tình huống cụ thể trong trận. Nhưng, công lớn nhất trong hành trình hồi sinh của Hoàng Anh Gia Lai phải kể đến cái tài của KAT Sắc. Theo BLV Vũ Quang Huy, KAT Sắc mạnh hơn các huấn luyện viên còn lại ở V-League ở chỗ ông giỏi đọc trận đấu, nghiên cứu đối thủ để ứng biến. KAT Sắc rất quái, trong các cuộc chiến tay đôi về đấu pháp, chiến thuật. Ông không chỉ giỏi xây dựng lối chơi gắn kết cho tập thể, mà còn nắm rõ điểm mạnh, yếu của đối thủ và lên phương án thích hợp. Đơn cử như trận gặp SHB Đà Nẵng, đội bóng đang có phong độ cao, KAT Sắc chỉ đạo Hoàng Anh Gia Lai đá cầm chừng trong hiệp 1, rồi bất ngờ tăng tốc trong 5 phút đầu hiệp 2 để ghi bàn. Hay ở trận gặp câu lạc bộ Nam Định, Hoàng Anh Gia Lai đánh phủ đầu trong 20 phút để có 3 bàn vào lưới đối thủ. 10 trận vừa qua, Zico Thái đã khuất phục tới 9 huấn luyện viên ở V-League, giúp Hoàng Anh Gia Lai giành 28/30 điểm tối đa. Điểm mấu chốt của KAT Sắc là ông truyền đến các học trò những phẩm chất của chính mình khi còn thi đấu, đó là tận hiến, đẹp mắt nhưng đi cùng sự lọc lõi và hiệu quả. Hoàng Anh Gia Lai biết toan tính và lạnh lùng hơn, không còn ngây thơ như trước nữa. Với phong độ ấn tượng của Hoàng Anh Gia Lai, BKMX Bình Dương khó lấy nổi dù chỉ một điểm ở Pleiku. Đội bóng đất thủ từng khởi đầu ấn tượng với 2 trận toàn thắng, trước khi sa sút thảm hại. Việc huấn luyện viên Phan Thanh Hùng từ chức để chữa bệnh tim cũng giáng đòn mạnh vào tham vọng của Bình Dương. Trận đấu gần nhất, Nguyễn Tiến Linh cùng đồng đội thua bạc nhược 2-4 trước câu lạc bộ Hà Tĩnh. Dù vẫn đứng trong nhóm đua tranh vô địch, song cơ hội của đội bóng đất thủ là rất mong manh. Huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn khó cải thiện được tình hình khi Bình Dương chỉ tấn công tốt, còn phòng ngự rất kém cỏi. 9 bàn thua trong 4 trận vừa qua, 6 bàn thua sau 2 trận sân khách là con số cho thấy sự lỏng lẻo của Bình Dương. Với tinh thần rệu rã cùng phong độ yếu kém, đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn sẽ trở thành nạn nhân thứ 8 liên tiếp trên hành trình thăng hoa của Hoàng Anh Gia Lai.